Mày muốn cái gì? Em qua chuyển lời của anh Hắc Hổ tới anh. Số phận của An Cư Nghĩa Đoàn là do tôi quyết định. Để mặt tao đi. Mày phản tao nữa hả nữ? Giỡn không xíu mà khóc rồi. Trời, mày ra giang hồ mà mày mất nước vậy? Sao ra giang hồ?